Xin chào cả nhà nha. Hello cả nhà. Nay anh em mình đi thử thách sinh tồn nha cả nhà. Nay anh em mình thử thách sinh tồn nhiêu nhé? 48 giờ. 48 giờ à? Hôm nay anh em mình thử thách sinh tồn 48 giờ. Nước lên tới đâu thì không biết, anh em mình cắt cái chạy rồi lỡ nó có nước ngập á, anh em mình nhảy lên xuồng nghe cả nhà. Nước này quá lớn. Nước rồng. Nước rồng mà. Với hai nữa đang gió trướng. Gió trướng thì nước lên dữ lắm. Thì anh em mình đã ở xong 48 giờ thì dụng cụ anh em mình đem có đầy đủ luôn. Gạo nè, bếp ga, gỗ, mì, rau. Thì nó anh em mình đem toàn bộ cho phục vụ 48 giờ của anh em mình luôn á. Sôi luôn nha. Sôi ăn sáng, sáng của anh em mình đó nha. Với thùng nước. Thùng nước. Thì với lưới để phụ trợ. Dụng cụ Wifin. Mỗi một ngày xài một cục. Đó, đèn này của riêng Wifin, còn mấy anh em này bỏ trong vỏ cứ riêng. Đây là lưới của anh em. Cái này đáng lẽ là đi sinh tồn á. Cái này là làm theo yêu cầu của bạn luôn. Tức là các bạn yêu cầu đem cái gì, anh em mình đem cái đó. Thì có fan mới có là cụ Lưu Dung Vlog ngày hôm nay. Thì các bạn yêu cầu sao anh em mình làm vậy, cái clip này là mấy anh em mình sẽ làm tặng 2 ngày sống trên sông cho những người yêu mến cụ Lưu Dung Vlog nha. Rồi bây giờ thì anh em mình xuất phát trên cái xuồng 7 lá này cả nhà, để ra anh em mình cất một cái chạy để chỗ nghỉ ngơi ăn uống của anh em. 7 lá rồi hòa lá rồi. Đi sinh tồn giờ lên lên cấp chứ anh. Rồi ra đi. Đây mấy anh em đang sửa sang lại cái nhà hàng lúc trước của anh em mình nè. Thôi có gì còn xài được xài, cái gì không xài được thì mình làm cái mới lại. Lấy cái sườn lại được không? Mềm hết sân. Mềm hết hả? Cái sườn kia kìa, mấy ý là mấy cái cây bập á. Nãy quên nói giới thiệu với cả nhà là mình còn mới lờ dưới sông nữa nha cả nhà. Mình cất cái này xong rồi mình sẽ đi dỡ lờ. Cái trước anh em mình có dỡ xong rồi có đặt lại á. Phải có gì được nhiều đây không biết.
xào áo hay gì anh Trâm? À, muốn phơi đồ phơi đồ, muốn rửa rửa hả? Bỏ máy. Chòi này kiên cố hơn chòi lần trước luôn á. Quá chắc. Quá chắc. Này bao anh 5 người nữa đó. Sân bóng. Nằm dựa lưng là cũng im lắm nè. Rồi rồi nghỉ ngơi chút xíu đi, mình đi giả lạo nè. Đây che miếng cao su này. Đâu ăn cơm chứ. Còn uống miếng nước đi. Rồi, ngủ nghỉ thoải mái. Rồi mình phụ cái cây đang qua đây nữa. Đồ phơi đồ lại luôn. Có mưa. À. Ra đó mưa là đây. Đấy. Đi làm đồ ăn, giả lờ chúng đồ ăn trước đi. Đấy. Lo cái bụng trước đi. Chuyện đó tính sau đi. Này mình bắt đầu đi thăm lời. Chứ có gì đây quá trời cạn, lo làm chạy cạn quá. Lo làm cái chạy không à, cái lờ nó phơi quá, phơi nó cạn quá. Một chút. Không em hả? Ồ. Ồ. Gác chứ vậy? Màu luôn rồi. Hết rồi. Hết rồi luôn hả? Gác quá gác. Mình đói đây như vậy. Em để đặt lại lại nha, mới mới thay luôn. Mốt thay mày có về đâu thay. Ừ, mốt thay. Có gì không? Một cặp. Đã vô chậm, một cặp luôn à. Ừ, vô vô. Vô em ơi. Vô vô mọi người ơi. Không có trứng không? Ok, vô vô. Hả? Được móc cáp. Móc cáp. Có đồ ăn cơm. Con nó đủ ăn anh chậm. Vô đây. Buổi sáng khởi động nhẹ thôi. Còn nó cặp nữa không? Cặp nữa không? Rồi cái này không không có con nào luôn, chết quá rồi. Con sùng đất á. Mấy gốc luôn ngon, không có tôm. Ừ. Mấy gọn. Không ngon vậy. Mà ghép một gốc luôn. Nè. Mấy gốc một gốc luôn. Nè. Ghép cũng kiếm. Thôi có con tôm bự rồi vậy. Con sùng đó, còn cái nhỏ đâu à. Trời ơi, nó ăn hết cái ruộng sùng luôn ha. Mày ơi, cây giùm đi. Coi bạn kêu anh em mình bỏ cái gọng này. Cái gọng này là gọng máng nha bạn. Gọng quyền thoại. Gọng quyền thoại của anh em mình hồi lúc 130 mấy xúc tới giờ nè. Anh em cho nên là gọng này gọng máng này mình bỏ không bỏ được. Nhìn thấy nó bần thiệt. Với nó là giọng máy à. Cặp lại luôn em bạn ơi. Được nghe em. Nghe hả? Ôi ngon ngon ngon. Hồi sung này có bộ đậu hơn mòi ống ma nha. Vô rộng liền. Ok. Nghe gì? Mấy con? À, mấy con? Một con. Con hả? Ha ha ha.
Trời ơi. Bự. Nước này nó chạy tôm bự bự không nè. Làm gì ăn vậy? Có ăn cơm. Gì vậy? Kho hả? Chưa biết anh làm gì nè. Không có bạn yêu cầu kêu tôm nó chú bằng kìa. Làm không? Làm. À. Vô luôn mọi người ơi. Nước này nước dòng tôm chạy bự hơn nước rồi cả nhà. Thằng kém. Càng xanh luôn hả? Trời ơi con tôm. Tôm này kêu bằng càng xào hả vậy? Càng xanh. Càng xanh. Cái càng nó bự hơn cái mình. Ồ. Cầm giùm em ơi Sư Huynh. Cho nó vô luôn. Chơi phim cái nhà ơi. Đây, để em lấy gì chưa? Được 1 em. 1 em nữa hả? Sống quá sống rồi. Sống bắt. Bắt. Này. Dạ. Mày nhắm lưỡi. Chào mừng em về gọng của anh. Đúng là cái gọng nái à. Gọng này thì sẽ theo anh em mình dài lâu luôn cả nhà. Phía sau lưng anh em mình nè, đang củng cố mấy cái dàn xào lại. Như cái nhà đang thấy mấy cái cây xào nè, nó cầm chắc lại để anh em mình đăng. Tại vì hôm nay anh em mình để tới 4-8 giờ nè, để cái miếng lưới đăng này hơi lâu. Đó, quá trời cái dàn xào rồi, cây nào cây nấy 4-5 mét luôn à. Yeah. Cầm luôn.
Mồi này ngon thiệt hả? Mồi này ngon đúng không? Yeah. Hai con luôn hả? Chào. Nữa hả? Trời ơi, mà một đống rác. Rác nhiều không? Rồi ơi. Trúng rồi, trúng rồi. Bữa nay tôm chà bá không anh Trầm? Rồi. Dưới. Mà sùng nãy nhảy ăn mỏi ốc ma. Để rồi. Vô đây. Quá gác hả? Sống quá sống à. Quá thì sống. Mới gác dữ hả? Không. Này sống quá trực. Mày nước bình bình chút. Bình chút bạn. Con hả? Con gác không thấy sợ. Quá gác. Của anh em mình trên những chuyến sinh tồn đó chính là lục binh. Một cái lái cho anh xem có luôn vậy. Một cái lái lại cái kinh tế làm sao đó tới nhà hàng phải có ăn tôm càng nha. Cái gì anh chào? Anh em mình lên làm món ăn cả nhà ơi. Tổng là nấu cơm nha cả nhà. Dương à. Có tổng là đói luôn. Cái này tính gà dính cái đầu con không nhiều bằng bỏ hổm. Cái này tôm bự hơn. Trời ơi. Càng xanh rồi. Không có bằng rồi cả nhà ơi. Hết trơn bằng rồi. Không có mấy bạn yêu cầu nè. Nấu bằng nè. Rồi anh em mình đi kiếm không có. Không có thì anh em mình kho. Kho tàu luôn chứ sao giờ. Kho kho không có tàu à. Cái gì? Kho kho. Kho gì đó kho. Này có hơn nửa ký rồi quê. Ngon ngon không? Có sắc ớt vô nghe cả nhà. Bỏ đi tàu biển ngoài. Nước màu luôn. Ít mà nha. Luôn. Không có miếng nước chấm chấm quỷ. Không có nước bằng này mình. Ngon cả nhà. Nửa muỗng cà phê. Đường thì mình cho nửa muỗng canh. Chảo tôm ha. Chảo à. Nước mắm cho hết chai. Nước mắm cho 4 muỗng thôi, hết chai hết luôn à. Hết đi. Thử. Chị nước mặn nè em. Chị nước nhiều chút, không gì đâu. Bữa nay mình kho có sạch sạch nước á, mình chấm lục bình mình ăn. Rồi, lên bếp thôi đầu bếp ơi. Quá thơm. Quá thơm hả? À. Này kêu là kho gì nhỉ? Kho khô hả? Kho khô. Kho tàu là không có nước màu phải không? Ừ. Tắt bếp xuống ăn cơm đi cả nhà. Món này món gì anh Trầm? Lục bình. Lục bình làm gì? Lục cơm. Lục bình hấp cơm hả? Dữ gì chứ. Nói gì cho bén không? Bén không? Dưới cần tới kìa.
À, lên đây. Nước tới đất rồi kìa. Giật giọng ơi. Không sợ. Sợ nước lên lên nước sóng nó đẩy ngái ầm. Sóng lừa rồi á. Bữa cơm trên sông nước miền Tây nè, đã không cả nhà? Đó, mình đang mình ngồi trên cái sàn này ha. Vòng vòng là nước nè. Bữa cơm đầu tiên của đi chuyến sinh tồn. Sinh tồn bữa nay bị gió rồi. Quá trời gió. Mát mát rồi. Vô mùa chướng rồi. Đổi mùa rồi. Đổi mùa. Đó. Đơn giản như đang giỡn nha. Đơn giản là ngon. Cái muỗng một quá đỉnh trong đó. Mời cả nhà ăn cơm với anh em mình nha. Mời cả nhà ăn cơm nha. Anh em cơm với anh em mình nha. Tôi cúng bà cậu rồi nha cả nhà. Thì anh em mình xin phép cúng mà không quay. Cơm anh Trâm. Ồ ngon. Cảm ơn Tâm. Rồi, cảm ơn em. Gáo anh Tâm ơi. Rồi. Mời cả nhà ăn cơm. Lục bình lượt đó em. Bình hấp cơm. Bình cơm. Chế dữ thiệt. Rồi cả nhà ăn cơm với anh em mình nha. Cơm mà cả nhà ăn cơm chuyến sinh tồn đầu tiên của anh em nha. Bữa cơm đầu tiên sinh tồn của anh em trên nhà sàn ngập nước đây. Chuyến nước ngập tới à. Rồi mình nước ngọt em ơi. Mời cả nhà nha. Cơm cả nhà. Hình như là nước cơm nó nước vô. Tại đói quá nó ngon á. Đói quá nó ngon á. Bữa cơm trên sông lần đầu tiên ăn mà một bình hấp cơm cũng tới nhặt mà nó ngon quá nè. Giòn hả? Ngọt giòn hả? Giòn mà ngọt á. Giòn mà ngọt đấy vậy. Ừ. Nó ngọt hay là tại do chất cơm nó rút lên biết. Cơm rút lên á hả? Ừ. Nó mềm ngon. Ngon ngon. Nó mềm giòn giòn. Nghe hả? Ngon hơn xào á. Ừ. Hay là ngon. Ủa hấp cơm ngon hơn xào hả? Ừ. Ngon hơn xào. Nè thử mấy em. Thử rồi, thử rồi. Lục bình gơi. Lục bình nó gơi rồi. Em lục bình gơi rồi. Làm mắt hứng. Đúng rồi. Cái lục bình hấp cơm này nó ngọt hơn cái lục bình xào quá hổng? Ngọt hơn. Ngọt. Ngọt hơn nó giòn. Ừ. Giòn. Ngọt quá. Mày chắc ăn lục bình không quá. Ráng lục bình không đi. Để tôm lại ba mình ăn hết chậm. Tính là các lục bình mới mốt hết với anh em mình đó. Hết thiệt rồi, lục bình hấp cơm ngon quá rồi. Dễ gì hết được. Muốn họ lên rồi. Gông mà anh. Gông mà. Ôi, cỡ này dịp gồng đâu sợ nữa. Vô tư. Quá gió. Mà có điều hơi gió dữ thiệt. Nãy nấu rồi cơm mà phải che nó luôn đó. Không mà gió chiếu mà. Đây. Mình che mình cản gió lại. Em anh em nấu cơm cho nó dễ nè. Cứ tối nay mình ngủ cũng đỡ gió thổi. À, đỡ lạnh anh Trầm ha. Nghỉ ngơi xong anh em mình tiếp tục đi đăng mé nữa nha cả nhà. Kiếm cá ăn. Quá trời nước lớn luôn anh Trầm ơi.
Cái này hết đuối nha cả nhà. Đây là cái dòng đi cô. Bữa nay anh chồng mình tính đăng hai tấm này luôn à. Mà trời sóng quá. Đăng không được cả nhà. Nên mình đăng một tấm thôi. Mời nếu mà không sống mình dứt luôn hai tấm hả anh chồng ha. Xong rồi anh em mình sẽ chạy về chòi nghỉ ngơi. Để chiều tới tối anh em mình sẽ ra thăm coi tấm lưới đăng này. Trời ban đêm như là ít sóng rồi. Đỡ nè. Đỡ. Khỏe hơn ban ngày. Có qua cái gì bình minh nữa chứ. Xếp rồi. Sắp xếp. Nên mình bắt đầu đi thăm lưới. Phước Bình này nha. 6 mấy 7 giờ. Quá. Wow. Nắm cái lá này nè. Cho thu nữa nè. Gặp hạn nữa rồi cả nhà ơi. Hạn nữa rồi. Trời trời. Cái kia này đâu nghĩ thần như nè. Cột như cái lá gì. Nay một xuồng gác rồi. Em đi thăm lưới mà. Nó chảy quá trời chảy rồi. Bẻ hay sáng dũng nha. Sáng đưa lên cái chòi mình á Vũ. Chụp ra ngoài á. Dính dính cho nó lại nha. Dính dính anh Toàn. Dính anh Toàn ơi. Nó bị chéo lưới cả nhà. Nó nghĩ tôi xuống luôn rồi. Buông rồi. Buông đi. Buông đi, buông đi, buông đi nha. Kệ đi. Lưới nó xíp rồi. Xíp lưới rồi. Quá hên luôn. Nó dồn xuống dưới luôn rồi, nó dồn xuống dưới luôn rồi. Ở ở cái luôn. Vậy. Cái chẻm đóng lên luôn vậy. Trời ơi. Nó cúng lưới luôn nè. Cái chẻm hả? Ừ. Có mồi. Ăn đi rồi đang gỡ lưới. Ăn đi rồi gỡ lưới. Hết biết cả chạy. Ký ngoài ha. Ừ. Cá nó cũng gần 2 kg á. Nha hả? Giờ anh em mình gọn luôn. Tới xào nó vịn lại nha. Cái lưới này nó hình như nó xếp xa lắm rồi. Xa lắm rồi. Nó xuống dưới lúc dưới rồi. Mặc vô đây nha. Nó không hư nhiều. Dũng khúc mà. Mặt lỗ khúc. Có nhiêu mét anh dần? Có 1 chục. 1 chục mét cũng nhẹ tội rồi. Nhẹ tội anh em mày. Buồn lên luôn. Sáng gỡ gì sợ vậy. Ôi ơi. Con An hả? Trọng lá. Ăn này phải gỡ mới được. Chà, cái chém
đây nhé, lấy từng đây 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 cái bọc cũng chạy đi ruộng hết đi ruộng hết luôn rồi sáng phân ra bơi tiếp bên toàn rồi thời gian đi rồi sáng gỡ lưới em chặt lưỡi thôi chặt lưỡi quá quá phải dài mới được anh Toàn, ngắn ngắn xi à. Ây, ơi gỡ đi vậy? Em ơi cái gì ồn cái quá rồi để còn sống con cá này còn sống cái trước đi. Trời ơi trời Phật. Miếng lưới này mà không bị đứt dây đầu thì thôi. Cá chắc chịu lắm luôn anh Trầm ơi. Bơi tới anh Toàn ơi, nặng lắm anh Toàn ơi. Rồi đó nó hấp cái cục dùng của nó rồi đó anh ơi. Kia ngoài nữa hả? Kia ngoài. Giờ nó hấp cục dùng của nó rồi đó. Hấp cục dùng hả? Rồi tới dính cái cây gì rồi. Cái bọc bọc quá rồi anh ơi, thay miếng lưới theo quải vậy nè chứ quải miếng lưới rồi nè cho nó vô khoang đi nha, tiếp anh đi nha. Rồi 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 gỡ ra luôn cái anh này vô khoang luôn nha, gỡ vô khoang trong kìa, rộng quá đi em, kéo dàn kỳ anh kéo rồi kéo ra nổi vậy, cá chẽm quá ngon, hãy đại đi, quá quấn cá chẽm, chéo lưới hả? Trời ơi, cái cây nha, cái gốc nó lăn hàng chi, lâu nó lên xuống đi. Lâu lên xuống hết đi, sáng bung ra làm. Nguyên cây trà luôn rồi, nguyên cây trà luôn. Ê, đừng giật chị, giật cái cánh lưới mấy, bung cái gì dưới đi. Gỡ từ từ gỡ. Chụp ra ngoài luôn. Ừ. Trà này lăn mình chứ đâu. Trà này lăn gì cá luôn dính cá luôn rồi đó tới miếng lưới luôn rồi tới miếng lưới thiệt xem nó phải cái vỏ không cái vỏ sắp bụng cái chai xong ừ cái chai xong mà vỏ trong hầm mà thôi để gỡ cái cây này ra em được nhé. Xử lý cây ra trước hả? Xử lý nó trước cây chắc thú. Cây nhỏ nhỏ mình dễ gỡ. Ừ, này mấy cây cha người ta cắt nè danh. À. Cắt đây nè, sức này nó thả trong. Hồi miếng lưới này không hư rồi, tới tiền luôn anh trời ơi. Cho vô khoang luôn mày nhí ơi. Nặng dữ vậy. Cóc 10 kg mới lấy vốn lận. Này còn hơn là quýnh bạn nữa, lấy thôi mà cha. Đúng rồi. Bạn bữa ông Trọng quýnh á. Ừ. Chưa bằng bữa còn chim em với anh Trọng với nhí kìa. Với anh Toàn á, em với anh Toàn, anh Trọng với anh Toàn nó mới giữ.
anh nhí kéo phụ miếng á. Một một cái thì thôi. Nè. Ừ. Cái gì vậy? Nữa hả? Trời ơi trời. Cá nhớt. Cá đen này. Cá giống anh Trọng dính không hả? Ngon nó mập như kìa. Trời ơi con cá này nó béo hơn con cá bình thường trắng luôn á. Sáng ăn cơm đi gỡ lưới thì tính sao? Cơm gỡ lưới tới chiều rồi nè. Đâu vậy? Lên trên chặt. Rồi nó còn xếp xuống thêm quận nữa phải không? Nó vòng vòng cái cờ thì nó lên đi xuống hoài. Nó nhớt nữa không? Đen thui. Cá tre này giống giống. Vậy nhẹ nhé, vậy vậy. Mở ghê trời. Ừ. Tính quyết cá chém mình kìa. Cái này nè, cái này phải không vậy? Màng gió phải không? Trời ơi, nó như cái lưỡi bào vậy. Bén. Cái gì vậy? Cái da gan gờ giống nhít chi không thần. Trời ơi. Từ từ nhé. Lưới này không bị hư. Cẩn khoan cá nào anh Trầm? Xiên. Ăn tới nước nhồi này tới sáng này một phang là xiên. Con này còn sống rỗng ha. Ừ. Rỗng rỗng sống không anh? Sống. Anh Tân ơi. Hả? Anh dục cái lưới cái túi lưới bự xuống giùm em ơi. Còn chú nó đâu vậy? Còn chú nữa hả? Ừ. Kìa, nó trong rồi. Đây nè. Chú này đai à. Đai hả? Xẻ khô luôn. Kéo cái này ra. Ôi, chú này nó ú rồi nè. Ừ còn sống rồi nhưng mà. Ừ còn sống luôn. Sống luôn. Cái con này sống rộng lên đi. Ừ. Còn sống chân luôn. Chẹm. Lâu lắm rồi mới gặp chú nè chú ơi. Chảo nè. Chảo đi. Chảo cá chẹm. Chảo cá chẹm này. Quá mập rồi. Chẹm mập. Xá gọn ra luôn nha. Chả mập thiệt. Quá ngon. Ủa mình gọn hai mấy con cá giò này chung gọn được không? Chặt không? Chặt không? Không, đừng bình thường. Gọn bự rồi nha. Đây, cái gọn này là của cô Năm. Cô Năm ở Vũng Tàu. Gửi tặng cho anh em mình nè cả nhà. Cô của anh Toàn. Giờ anh em mình sẽ cho gái ở đây gọng từ từ. Trời yeah. Ơi. Quá ớt ơi. Quá dữ. Rồi. Anh cái con còn sống hết luôn không anh? Ừ, còn bốn con sống nha. Ba con chết, bốn con sống. Còn con kia nó sống nó cũng phải vô nồi nữa. Trời ơi. Ba con này 5kg không anh Trầm? Trên 5kg. Trên 5kg à? Cá chẻm nó cỡ nó là 7... 8 à. 8 hả? Ô vô tư. Cá kia hình như là cá dầu. Cá dầu còn mạnh à. Coi coi kỹ không ấy cho nhí nó làm luôn. Anh ơi. Nè lẩu chứ nè. Đi ra đời. Kể đi. Mình ăn rồi đi. Hồi nó đi, có ấy, tính đó. Có gì đó. Lên nhà hàng đi. Cái mặn cá này ha. Mặn cá chẻm nấu cháo đi. Ok. Còn đang mời cháo này. Cửa gì? Trong các lần sinh tồn, cái lần này là anh em mình là ăn là sướng nhất. Ngon nhất luôn. Sước mày ra mà hai đi. Đợi nó đi. Dữ vậy. Ít cái đồ cháo rồi. Chân chàng. Rồi bỏ đuôi vô kham được không? Vớt cỏ ra nhé. Cỏ à? Rồi vớt rồi. Vớt hồi cho nó sôi lên cái này đi. Rồi chàng là chắc. Không chàng nó này.
Tràng lạc. Thôi được được được. Cũng ra đó. Vô tư. Đấy. Nè, sao ngọt dữ vậy? Đồ lòng. Đồ lòng hả? À, trời. Đồ lòng cá luôn. Nó. Cái gan nứt biết cái gan cho chị. Ừ. Thấy nó mồi mà cá lâu lâu rồi em ngồi dưới này anh thấy em đón hay không chồng. Nghĩ là mấy cá này vô lòng dễ gì bỏ. Mấy cỏ này. Thôi thôi. Mệt ngay. À, nước lớn nhiều rồi Nhí ơi. Nhìn giao cho anh Toàn chỉ huy cái nồi cháo này đi. Chưa sao uống nữa. Giáo mình khiêng miếng lứ mình bự lên đi rồi còn miếng lứ nhỏ anh em mình lên chảnh nhanh để nước lớn mình đón nước lớn này nè. Rồi, đi. 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 Anh Toàn nấu nồi cháo nha. Rồi rồi, để anh nhận lứ kêu thôi nhân hồi nhí dễ niệm. Này đến sáng mới thăm anh chồng. Ừ, sáng năm. Sáng là chích màu sáng chứ. Màu gì nữa mà màu gì nè. Màu gì nè. Tiếp tục là đăng cái bài nữa. Cái quyền thổ của mình mà. Nay anh em mình chắc là không có ngủ trên nhà sàn này cả nhà ơi. Ngủ trong chuồng để anh em mình giữ lưới luôn. Phải giữ lưới mới được. Còn. Này thức sáng đêm. Mơ ngủ bù. Mơ ban ngày ngủ á. À. Giờ mần muối con trước nha nhé. Con này lật rồi. Mà chiên cái mình kiếm có phải có bằng ha. Mà kiếm bằng quá. Lật hết mấy em này. Đây, dạ. Anh nó lên đây nghỉ ngơi cả nhà. Thằng em nó ra sức trận nè. Nó ghét. Chính chưa? Chính rồi. Anh nêm chưa anh Toàn? Nêm rồi. Nấu rồi luôn hả? Dạ. Trời ơi. Dứt dứt hết bọt cái gì hả? Nay nêm nồi cháo luôn rồi. Ghê thiệt. Mấy em đi bỏ anh mình lên thì ngồi buồn quá làm gì. Đi làm sao ăn vậy? Bình thường thôi. Chính Toàn mà. Ủa nên anh ngồi buồn quá đi. Cho hành vô cả nhà. Cao gấp luôn nhé. Quên hả? Đâu phải quên, tính mẹ trước. Rồi, anh em mình sẽ nhắc xuống ăn nha cả nhà. Mà đã. Xin Toàn ăn cái này chắc ốm quá. Ốm hả? Anh Toàn phải cho cái bộ tử á. Bộ tử cá hả? Bộ tử cá hả? Nên nổi ăn được đâu. Anh Trâm đi cái ruột quá không? Cái ruột đấy. Cái ruột đấy. Ừ. Nói đấy. Rồi. Trời. Quá bốc hàng cả nhà ơi. Nhà quay phim miếng gan này ha. Miếng chia đều 4 anh em. Mời cả nhà ăn cháo cá chẽm với anh em mình nha. Mời cả nhà ăn cháo cá chẽm nha. Mời cả nhà ăn cháo cá chẽm với anh em mình nha. Anh Trâm thưởng thức một cục. Gấp cho anh Toàn trước đây, trước đây. Anh Toàn. Hai năm rồi, hai ba năm rồi mới thấy mặt cá chẽm lại nè. Không phải thấy thì thấy nha, nhưng hai ba năm anh em mới bắt dính được con đầu tiên, cá chẽm đầu tiên. Mời cả nhà ăn thịt cá chẽm. Hồi làm mà khởi nghiệp YouTube tới giờ. Mời cả nhà ăn cá chẽm nha. Nè em. Làm chứ anh. Làm chứ anh chứ. Làm cái đi.
Trời nó ngại chết. Trời. Anh Tùng. Hả? Để lấy cái muỗng em chan thêm miếng mắm. Nó ngọt trời. Cho nó ngon dữ vậy trời. Hết biết đường tả nổi cách chấm nấu cháo rồi. Tới tiền luôn. Quá trời béo. Làm đôi đầu lòng quá. Đã. Ngọt quá. Quá đã. Không còn gì tả nữa cả nhà. Cái chẻm này á, nếu mà tươi sống nhà cả nhà đem nấu cháo kho lạc gì á thì nó trắng ra nó rất là cũng ngon, ngon nhiều lắm nha. Nhưng mà con cá từ 1 kg cho lại nửa ký cho đến ký. Cả nhà ăn nấu canh khoai từ thử một lần xem. Quá trời cái đẹp. Con cá chẻ hết biết. Nấu canh khoai từ bỏ cá chẻm hả? Con cá chẻm nấu canh khoai từ. Ngon không? Còn mai mốt đi về thử món đó đi. Mai mốt dính nữa làm thử coi. Ông tưởng bự quá nha. Đừng ký trở lại à. Mình ký trở lại là nấu canh khoai từ phải không? Mình ký trở lên làm gì ngon nhất? Con bự mai mốt là nấu chào. Nấu chào hả? Nấu khoai chào. Khoai cao hả? Khoai môn mình á. Khoai môn cao hả? Nấu chào á. Cũng nghe nói thôi chưa thử. Không, ngon. Thấy vậy con cá chẻm nấu món lạ lạ không à. Cái đèn này cử ngoài đó. Còn mà cá nhà muốn chiên ăn ngon phải không? Thì đăng lưới thầm biến đừng không. Bỏ tới sáng cho nó chết thì sình sình cũng bụng đi. Đem lên anh mặn thạch chứ phải không? Anh xả đồ đó. Ồ đem phơi chiên. Nó ngon chua từng thấy. Thêm miếng xả cho nó thơm thơm rồi. Đúng rồi đó, ớp xả rồi ha. Bụng bụng đúng không? Thịt cá dẻ nè, cá chẻm nè, nó mềm không? Cá chẻm nó dẻ khắc nè ha. Bốn anh em mình sao ông con này cũng hơi lặn lội dữ à. Đã. Tại vì nó thịt không à. Ăn mạnh lắm hết. Thịt nó dẻ nó ngọt. Chẻm phải ngọt rồi. Thấy có đường nào tả thôi. Tặng nhớ khúc bông bóng à. Cảm ơn nhé. Cháu ngon vậy. Cái chẻm ngon anh Toàn. Ngon. Hôm nay chơi hai lệ bỏ nên Quỳnh ăn lên. Quá ngon rồi vậy. Cái đầu con cá. Em chưa ăn á. Tại em ăn hết nổi á. Giờ em muốn đi ngủ. Thôi anh em mình xin kết thúc phần 1 ở đây nghe cả nhà. Để anh em mình xuống xuồng ngủ để giữ miếng lưới cho ảnh. Thì cả nhà nhớ đón xem phần 2 để anh em mình chinh phục bao nhiêu con cá nữa nha. Bye bye cả nhà. Bye bye. Bye.